Thưa quý vị và các bạn, theo kinh nghiệm của ngư dân, sau khi kết thúc khai thác vụ cá bắc từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, thì bà con sẽ bước vào vụ đánh bắt cá nam bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 10 hàng năm. Đây là vụ đánh bắt quan trọng nhất trong năm, do đó thời điểm này, về các xã ven biển trên địa bàn tỉnh, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ngư dân đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, sửa chữa lại tàu thuyền, tất cả sẵn sàng cho một vụ đánh bắt mới. Những ngày này, ngư dân Võ Quang Lãnh ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, chủ tàu cá xa bờ QT92459TS, công suất 410 CV, đang cùng với các bạn thuyền và người thân tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ, chỉnh trang lại tàu thuyền, tu sửa máy móc, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu và nhu yếu phẩm, mua sắm thêm một vàng lưới vây với chiều dài hơn 500 m, trị giá gần 1 tỷ đồng, để sẵn sàng vươn khơi bám biển đánh bắt vụ cá nam. Vụ cá nam này là nó rất quan trọng về ngư dân chúng tôi, bởi là một lần mà chuẩn bị mà xuống vụ cá nam này là các ngư dân của quê tôi là chuẩn bị lưới rồi, rất là quan trọng nhất là lưới, đem lưới ra rồi giờ bàn đồ phụ làm lưới đồ lại cho đàng hoàng để chuẩn bị vụ cá nam, rồi điện và điện lưới nó rất quan trọng, và điện ánh sáng là nó cũng quan trọng, kết hợp với lưới về tàu ba rồi các thứ, rồi máy móc rồi các thứ, rồi đám này chui rửa rồi mình lại cho sạch sẽ, rồi được coi rồi điện đài rồi lại để chuẩn bị vụ cá nam. Vụ cá nam là một năm là chỉ có được một vụ thôi, mấy tháng thôi, mà nói chung bởi là nó rất quan trọng với ngư dân chúng tôi. Có mặt tại cảng cá những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc tàu cá công suất lớn đang hối hả bốc xếp ngư lưới cụ, nhiên liệu, lương thực, kiểm tra lại máy móc để sẵn sàng ra khơi. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Triệu An, toàn xã hiện có 126 tàu thuyền, trong đó có 25 tàu có công suất từ 90 CV trở lên. Ngành nghề khai thác chủ yếu là lưới vây, chụp mực, bốn tăng gông và pha súc. Để chuẩn bị sẵn sàng cho đánh bắt vụ cá nam, nhiều chủ tàu đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp tàu thuyền, cải hoán, máy móc, mua sắm thêm các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy bộ đàm, máy định vị, tầm ngư. Nhờ nỗ lực bám biển nên năm 2018, ngư dân xã Triệu An đã khai thác được hơn 1.100 tấn thủy sản, trong đó có 300 tấn thủy sản xuất khẩu với các sản phẩm chủ lực như mực, cá hố và cá ruội, mang lại doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2019 này, ngư dân toàn xã quyết tâm phấn đấu khai thác đạt hơn 1.200 tấn thủy sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ủy ban nhân xã đầu vụ đã tổ chức một hội nghị thủy sản nhằm đánh giá lại kết quả năm đánh bắt thủy sản năm 2018 và đề ra những cái kế hoạch và giải pháp cho năm 2019, cùng với đó là để mà tuyên truyền ngư dân chủ động để mà vươn khơi bám biển, mà đặc biệt là muốn để cho hoàn thiện vụ cá nam thì bà con phải chuẩn bị cả cái ngư lưới cụ và trang thiết bị trên tàu, ví dụ như lưới, máy bao đàm, máy định vị, những cái ngư thiết yếu để phục vụ cho đánh bắt cá vụ, vì xác định một vụ cá nam là một cái vụ cá để mang lại tính quyết định của một năm đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã. Tại huyện Gio Linh, địa phương có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh Quảng Trị với 886 tàu thuyền khai thác thủy sản và dịch vụ, tổng công suất 78.914 CV, trong đó có 171 tàu xa bờ. Năm 2018, sản lượng thủy sản đánh bắt của huyện đạt hơn 13.650 tấn. Những tháng đầu năm 2019, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư trường ổn định, nguồn thủy hải sản phong phú, nên ngư dân huyện Gio Linh đã đẩy mạnh khai thác đạt sản lượng và giá trị cao. Huyện Gio Linh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên bà con ngư dân huy động mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu thuyền, tăng năng lực đánh bắt của các tàu xa bờ, mua sắm thêm lưới nghề và các phương tiện phục vụ đánh bắt, thông tin liên lạc, bám sát ngư trường, phát hiện ngư trường mới, tranh thủ thời gian thuận lợi trong năm để khai thác vụ cá nam đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện nghị định 67 thì trong địa bàn huyện đã đóng mới được 21 tàu thuyền và nâng cấp 86 tàu. Ngoài ra là từ nguồn vốn hỗ trợ vùng biển xa theo quy định 48
hàng năm đã hỗ trợ cho bà con ngư dân tiền dầu để vươn khơi bám biển. Trong năm 2019, đối với huyện Di Linh đạt ra sản lượng là đạt khoảng 14.000 tấn, thì hiện nay là đã đạt 3.000 tấn và sau khi hết vụ cá nám thì sản lượng đạt khoảng 9.000 tấn. Theo kế hoạch, vụ cá nam năm nay, toàn tỉnh đặt chỉ tiêu khai thác 14.000 tấn thủy sản với các nghề khai thác chính là nghề lưới vây, lưới chụp, mành, nghề pha súc, lưới rê bùng nhùng và nghề câu. Sản phẩm chủ yếu là cá nục, bạc má, cá cơm, mực ống, cá ngừ và cá thô đen. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp tổ chức sản xuất như cấp phát bản đồ ngư trường, phân bố các loài thủy sản cho bà con ngư dân, đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn cho tàu thuyền, cấp đổi và gia hạn giấy phép khai thác cho bà con ngư dân, tiếp tục hỗ trợ ngư dân thành lập các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, triển khai có hiệu quả các chính sách của Chính phủ như Nghị định 67, Nghị định 17, Quyết định 48, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân về đào tạo, quản lý các tàu cá, an toàn cho ngư dân khai thác trên biển. Với cái định hướng để phát triển một ngành thủy sản trở thành một ngành trụ lực để mà trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và đóng góp rất quan trọng trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội, thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn luôn tập trung để hỗ trợ cho cái ngư dân cũng như là cái việc hậu cần nghề cá để tập trung để mà đánh bắt cũng như vấn đề nuôi trồng. Trong đó cái vấn đề khai thác cá vụ nam có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng, bởi vì đây là vụ khai thác chính đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như là tỉnh Quảng Trị. Nó diễn ra từ trong tháng 4 đến tháng 9, cuối tháng 9. Và có ý nghĩa phần lớn sản lượng đều được khai thác trong vụ cá này, bởi vì đây là thời gian đó có điều kiện thuận lợi nhất cho cái ngư dân, đó là về mặt thời tiết nó thuận lợi, hai nữa nó gắn với đặc điểm sinh thái cũng như đây là thời điểm mà các cái luồng cá có thể là lớn nhất. Chính vì như vậy là đưa lại cái khai thác hiệu quả. Việc thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là trong vụ cá này là do điều kiện đặc điểm từ vấn đề khí hậu, thời tiết cũng như cái tập tục cái vấn đề khai thác của truyền thống của người dân. Chính vì như vậy thì là cái đã đưa lại những cái trong cái kinh nghiệm cũng như là sử dụng các cái hình thức phương thức khai thác. Và qua cái việc tổ chức này thì đã hình thành được cả các tổ đội và cũng như là các cái đội thuyền để mà tập trung vấn đề khai thác có hiệu quả hơn trên biển tại Quảng Trị. Là vụ đánh bắt chính quyết định đến sản lượng khai thác hải sản của cả năm. Với sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo ngay từ đầu vụ của ngư dân, sự hỗ trợ kịp thời của ngành nông nghiệp, tin tưởng rằng ngư dân toàn tỉnh sẽ có một vụ cá nam bội thu.